bắt phó giám đốc cùng thủ kho vụ án nổ mìn làm hai công nhân thương vong. VTV.vn, trong quá trình làm việc tại công trường, Tạ Quốc Dân thường xuyên yêu cầu Hà Đình Tuyên, thủ kho cấp vật liệu nổ trái phép cho công nhân. Ngày 15 tháng 8, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam phó giám đốc và thủ kho trong vụ nổ mìn khiến hai công nhân thương vong tại Thủy điện Nậm Cấu, xã Bùm Tở, huyện Mường Tè. Theo đó, cơ quan điều tra Công an Lai Châu đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tạ Quốc Dân, sinh năm 1965, thường trú tại xã Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội và Hà Đình Tuyên, sinh năm 2000, thường trú tại xã Hòa Mạc, Văn Bàn, Lào Cai về hành vi vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Theo hồ sơ vụ án, công ty trách nhiệm hữu hạn Duy Thành, Hà Nội nhận thầu thi công 5 hạng mục hầm của dự án Thủy điện Nậm Cấu do công ty năng lượng Bảo Khang, Lai Châu làm chủ đầu tư. Giám đốc công ty này đã bổ nhiệm và phân công Tạ Quốc Dân làm phó giám đốc, trực tiếp phụ trách thi công hiện trường công trình thủy điện. Trong quá trình làm việc tại công trường, Tạ Quốc Dân thường xuyên yêu cầu Hà Đình Tuyên, thủ kho cấp vật liệu nổ trái phép cho công nhân. Mặc dù biết đó là vi phạm pháp luật nhưng Tuyên vẫn nghe lời Dân, làm trái quy định. Ngày 9 tháng 8, Dân chỉ đạo Tuyên cấp 144 kg thuốc nổ cùng 120 kíp vi sai cho nhóm công nhân không có hộ chiếu nổ mìn để thi công hầm số 2 và 3 tại công trình thủy điện Nậm Cấu, dẫn tới tai nạn mìn nổ làm hai công nhân thương vong. Đáng chú ý, bị can Dân chỉ đạo công nhân sử dụng hàng tấn thuốc nổ một tháng nhưng không có chỉ huy nổ mìn. Sau khi xảy ra vụ việc, bị can Dân đã chỉ đạo cấp dưới xóa dấu vết hiện trường, dặn các công nhân chỉ được khai với công an là anh Chen Z. Bị sét đánh chết, ban đầu Dân báo tin với công an huyện Mường Tè nội dung công trường xảy ra vụ sét đánh làm một người chết. Chỉ đạo làm giả hồ sơ nổ mìn, làm giả văn bản tránh trách nhiệm, ghi thêm hộ chiếu nổ mìn. Để đối phó với cơ quan pháp luật, cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can cũng như vi phạm của cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm. Vụ tai nạn xảy ra ngày 9 tháng 8 tại Thủy điện Nậm Cấu, xã Bùm Tở, huyện Mường Tè làm một công nhân người Trung Quốc tên là Chen Z, sinh năm 1969 tử vong. Anh Trương Đăng Hưng, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại Quảng Thọ, Sầm Sơn, Thanh Hóa bị thương. Ngày 12 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để điều tra theo thẩm quyền. Câu chuyện về vụ nổ mìn ở Lai Châu là một minh chứng hoàn hảo cho câu nói, sự thật luôn khó tin hơn hư cấu. Khi nghe rằng một vị phó giám đốc, không ai khác ngoài ông Tạ Quốc Dân, đã quyết định chơi lớn bằng cách dùng một mống đi bu kg thuốc nổ cùng 120 kíp nổ cho một nhóm công nhân, có lẽ nhiều người sẽ tưởng tượng đây là một dự án điện ảnh hoành tráng hơn là thực tế đau lòng. Nhưng điều đáng nói hơn chính là cách ông này xử lý hậu quả sau đó, bằng cách khai man rằng nguyên nhân tử vong là do sét đánh. Thử nghĩ mà xem, có bao nhiêu người trong chúng ta từng tưởng tượng rằng sét đánh có thể xảy ra giữa mùa khô, giữa một công trường nơi chẳng có lấy một cơn mưa nào. Ông Tạ Quốc Dân hẳn là một người có trí tưởng tượng vô cùng phong phú, có thể biến một vụ nổ mìn gây chết người thành một vụ thiên tai. Bất ngờ mà không ai ngờ tới. Nhưng thật đáng tiếc, kịch bản sét đánh của ông Dân không đủ thuyết phục. Có lẽ ông đã quên mất rằng sự thật, dù có cố gắng chôn vùi bằng lớp vỏ bọc tưởng tượng nào, vẫn sẽ lộ ra ánh sáng. Và một câu hỏi dành cho ông Dân là, sét đánh nào lại chính xác đến mức chỉ nhắm vào một người trong khi cả công trường đứng đó? Nếu có, chắc hẳn đó phải là một tia sét có tay nghề cao, biết chính xác nơi nào cần đánh và khi nào cần nổ. Câu chuyện này, ngoài sự châm biếm, còn là lời cảnh tỉnh cho những ai nghĩ rằng có thể dùng lời dối trá để che đậy sự thật. Một vụ nổ không thể trở thành sét đánh, cũng như một tội ác không thể trở thành sự vô tình. Những sét đánh của ông Dân có thể gây khó khăn tạm thời cho công tác điều tra, nhưng cuối cùng, chính ông ta sẽ phải đối mặt với sự thật và hậu quả từ chính những lời nói dối của mình. Vụ nổ mìn này không chỉ làm một người công nhân mất mạng, mà còn để lại một vết nhơ trong cách làm việc của một số cá nhân và tổ chức. Có lẽ, điều duy nhất đáng châm biếm hơn cả là việc một người với trách nhiệm như ông Tạ Quốc Dân lại chọn con đường dối trá và mưu mẹo, thay vì đối diện với trách nhiệm thực sự của mình. Câu chuyện về sét đánh của ông Dân sẽ được nhắc đến như một ví dụ điển hình cho sự thiếu trung thực và tinh thần trách nhiệm trong công việc. Và nếu có ai hỏi về sức mạnh của sự thật, câu chuyện này sẽ là minh chứng rõ ràng nhất rằng sự thật luôn có cách riêng để tìm đường ra, bất kể bao nhiêu sét đánh được dựng lên để che đậy nó.